Rồi, xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bác về con AMG ZS phiên bản nhập Thái. Nhưng mà đây là phiên bản giữa, là phiên bản Comfort. Hôm qua đã giới thiệu cho các bác con màu trắng, hôm nay giới thiệu cho các bác về con màu đỏ. Thì thông số mọi thứ nó giống hệt, nó chỉ khác nhau về cái màu thôi. Với giá bán đang được niêm yết là 569 triệu. Tạm tính lăn bánh ở Sài Gòn sẽ tầm khoảng 650. Còn các bác lăn bánh ở tỉnh nó sẽ rẻ hơn nha. Chuẩn bị khoảng tầm gần 200 triệu là lấy được con xe này rồi. Bản Comfort thì nó có cả bản nhập Thái và bản nhập Trung Quốc. Thì bản nhập Trung Quốc nó sẽ rẻ hơn bản nhập Thái nhiều ha. Phiên bản này thì đang có sẵn xe giao ngay, có màu trắng và màu đỏ. Nếu các bác quan tâm thì cứ alo theo cái số trên hotline nhé. Tôi sẽ giới thiệu lại về thông số của con xe này, đi từ trước ra sau, đi vòng quanh bên ngoài, vào nội thất và những cái công nghệ an toàn cho các bác xem. Với cái mức giá là 569 triệu thì nó sẽ ngang giá với con những con sedan hạng B bây giờ, ví dụ như Toyota Vios hoặc là Hyundai Accent, tầm những con đấy. Thì các bác nếu mà đang quan tâm những dòng xe đấy thì cũng có thể quan tâm đến con xe này, tại vì đây là một con xe gầm cao. Với cái động cơ được trang bị trên con này á, sẽ là động cơ 1.5 lít thuốc khí tự nhiên, công suất sẽ là 112 mã lực, mô men xoắn tầm khoảng 150, đi kèm là hộp số CVT. Phiên bản nhập Trung Quốc sẽ là hộp số 4 cấp. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu trong phố thì con này loanh quanh tầm 8 lít đổ lại ha. Các bác chạy đường trường thì tiêu hao nó sẽ tốt hơn. Đèn thì đèn LED nhé. Đèn trên con này là đèn LED cả. Có dải đèn LED ban ngày, cốt pha đèn LED hết. Có thể cân chỉnh cái góc chiếu lên xuống nhưng mà cân chỉnh bằng tay. Nhưng mà đèn không có tự động, gạt mưa cũng không có tự động luôn. Trên phiên bản cao cấp Luxury thì mới có đèn tự động và gạt mưa tự động. Đèn sương mù được trang bị sẵn nguyên zin luôn và nó là đèn halogen nhé, phía trên đèn LED, dưới halogen. Phía trước này thì không có cảm biến, không có cam 360. Lưới tản nhiệt thì màu đen hết. Những cái chiếc chi tiết màu đen này nó làm thể thao với xe hơn nè. Tổng thể con này dài trước sau là 4,3 mét nhé. Hơi ngược sáng một tí. Màu đỏ này thực tế nếu các bác nhìn bên ngoài là khá đẹp đấy. Bản này trang bị mâm đúc kích thước là 16 inch. Để xem cái kích thước lốp đâu rồi. Đây 25-60R16. Toàn bộ là phanh đĩa nhé, 4 phanh đĩa, có cảm biến áp suất lốp, 4 bánh đều có cảm biến áp suất lốp hết. Và nó có chức năng là làm khô phanh đĩa và phanh góc cua. Treo trước thì là treo MacPherson, treo sau sẽ là thanh xoắn. Những cái con crossover hạng B á, ví dụ như xe tốt, Kona hay là Honda HR-V, thậm chí là Toyota Cross thì nó cũng có cái hệ treo giống hệt như con này. Trước là MacPherson, phía sau là thanh xoắn. Gầm con này sẽ là 17cm. Tương đối ha. Con Toyota Cross thì nó có 16cm thôi. Gương thì đầy đủ chức năng nè, xi nhan trên gương. Cái trồng điều chỉnh điện, gập bằng điện và có sấy trên này luôn nè. Một số chức năng trên cái con xe này sẽ không có trên catalog đâu. Và một số cái thông số trên catalog nó cũng bị sai luôn. Hôm qua là tôi giới thiệu cái con màu trắng á, có một số thông số nó không chính xác lắm. Thì hôm nay các bác nếu mà quan tâm thì cứ xem lại video này ha. Tôi sẽ nói rất là chính xác bởi vì những cái thông số này tôi đã kiểm tra lại thông qua người có đại lý rồi. Tay nắm cửa mạc rôm, có cái nút mở cửa nè. Cái này các bác chỉ cần để chìa khóa ở trong túi mình, khoảng cách khoảng 1 mét đối với cái điểm này. Thì các bác có thể bấm cái nút này và mở cửa hoặc là lắp cửa. Thanh gia nóc zin, tất cả trên xe này là zin nguyên bản nhé. Phía sau thì vẫn là phanh đĩa hết. Đèn trước sau là đèn LED nè. Cái kính này có sấy nè. Phun nước rửa kính, những cái con mà đuôi cục á, crossover hoặc là SUV á, thì cái dàn cục như thế này thì đều có cái chỗ rửa kính. Tại vì khí động học á, nó chạy trước ra sau nó sẽ bị quắp vào đây. Còn những con sedan sẽ không có cái gạt mưa phía sau đâu. Con này có luôn cái anten Vega zin luôn nhá. Bản này sẽ không có cửa sổ trời.
Phía sau này cũng có những cái hốc màu đen. Những người mà có cá tính hơi mạnh sẽ thích những cái màu đen này, nó tương phản với cái phần còn lại. Phía sau này trang bị ba cái cảm biến ha. Nút tròn tròn là cảm biến nguyên zin. Camera lùi này đặt khá thấp ha. Nhưng mà có cái hay là khi các bác cài lùi nó sẽ hiện cái khoảng cách với bức tường này luôn này. Tí nữa tôi sẽ cho các bác xem trên màn hình. Bô giả này, hai bên là bô giả. Bô thật là cắm xuống dưới đất á. Cốp mở cơ 569 triệu thì toàn bộ là mở cơ cả thôi. Cốp zin khá rộng ha, nó sâu, nó lọt thỏm xuống dưới. Và các bác có thể gia tăng cái diện tích cốp bằng cách là gập cái hàng ghế phía trước này lại. Đây, bánh xe cua dưới này, xe cua mâm sắt. Đây. Bản này thì nội thất bọc da hết nhé. Bọc da y hệt trên cái phiên bản Luxury luôn. Da màu đen, chỉ may màu đỏ này. Cái này là vân carbon, nhìn cho nó đẹp hơn. Và tất cả các cửa đều có loa. Xe này có 6 cái loa. Đi kèm đó là hệ thống âm thanh, gọi là âm thanh vòm á. Nghe khá ổn. Còn cái ghế này á, là ghế cố định ha, không thể trượt được. Có thể gập tới phía trước này để các bác để đồ á. Nhưng mà ngã lui thì không ngã được. Như này là hết cỡ rồi này. Ba tựa đầu có thể nâng hạ được. Ba cái dây đai 3 điểm hết. Có các cái móc Isofix này để các bác để các cái nôi cho em vô. Toàn bộ bọc da nguyên zin, khá mềm. Tông đen hết nha, không có lựa chọn màu đâu. Chỉ có lột ra bọc lại thì được. Chỗ để đồ. Cái này nhiều bác hỏi là tại sao nó u. Đây là cái đường ống bô phía dưới nha. Còn con này dẫn động một cầu và là dẫn động cầu trước. Có luôn cái cửa gió hàng ghế thứ hai và có hai cái cổng USB để sạc các thiết bị di động. Có bốn cái tay nắm như kia ở các cửa, không có cửa sổ trời. Cửa trên thì giống hệt như vậy thôi. Ghế thì phía trước này chỉnh cơ cả. Cái ghế lái sẽ chỉnh cơ được 6 hướng. Da hết nè, trên này nhựa mềm, da. Cái phiên bản này nó có 4 túi khí nha, 2 túi khí phía trước và 2 túi khí bên hông. Cái video hôm qua là tôi nói bị sai, là tôi nói chỉ có 2 túi khí, thực ra con này có tới 4 túi khí lận. Bên trong này các bác sẽ thấy nó có mỗi công tắc, các bác biết công tắc là làm gì không? Nó dùng cái chìa khóa trong cái chìa khóa xe của mình á, chọt vô vặn thì nó sẽ tắt được cái túi khí bên phụ. Trong những cái trường hợp mà không cần thiết thì mình sẽ tắt đi. Tôi sẽ qua bên ghế tài để giới thiệu tiếp. Ghế tài thì chỉnh cơ nha. Tựa đầu thì nâng hạ được hết. Xe thì có auto lock. Made in Thái Lan. Người Việt Nam mình rất thích cái chữ này nè. Ghế này chỉnh cơ được 6 hướng. Đợi xíu, đóng cửa cái nó kêu. Ây, không đóng được ta. Sorry các bạn, đóng cửa nó hơi vất vả tí. Rồi, giới thiệu tiếp. Vô lăng ha, vô lăng được may bằng da. Tuy nhiên da hơi cứng, nhưng mà về kiểu dáng thì khá đẹp, được vác dưới này nhìn thể thao. Có cái miếng kim loại nhìn là một cái điểm nhấn cho cái vô lăng này, tích hợp các cái phí chức năng hết. Bên này các bác sẽ thấy luôn là nó có một cái cần, đây là cần điều khiển ga tự động cruise control ha. Tất cả phiên bản của ZS đều có ga tự động hết. Đây là màn hình tablo. Trên này thì các bác sẽ hiển thị luôn cái cảm biến áp suất lốp từng bánh xe trên này. Có thêm một cái chức năng nữa là giới hạn, cảnh báo giới hạn tốc độ. Cảnh báo thôi ha, chứ còn các bác đạp ga thì nó vẫn đi.
Táp lô thì toàn bộ là nhựa mềm. Trên này là nhựa mềm. Đoạn này là da hết. Cái này thì gương này là chống chói chỉnh cơ này. Gương có chống chói nha, nhưng mà chỉnh cơ thông qua cái gạt này. Màn hình trên này là zin nha. Điều hòa con này á, thì nó sẽ là điều hòa một vùng thôi. Các bác chỉnh là bấm một cái màn hình này nè, rồi tăng chỉnh các hướng gió này nọ, tốc độ gió, rồi nhiệt độ này nọ là kéo như thế này. Đấy, nhưng mà trên phiên bản này á, thì nó sẽ không có chức năng là lọc bụi mịn 2.5 PM. Lọc bụi mịn 2.5 PM nó chỉ có trên phiên bản Luxury cao nhất thôi. Trên catalog thì các bác đọc vẫn thấy là nó ghi là có lọc bụi mịn 2.5 PM trên cả phiên bản này, nhưng thực tế là không có nha. Cái này tôi đã kiểm tra các bạn ở đại lý rồi. Cái đấy là catalog họ chưa chỉnh lại thôi. Trong này sẽ có một số chức năng khác. Chức năng mà muốn giới thiệu cho các bác chính là cái steering này nè. Tức là các bác có thể điều chỉnh cái độ nặng nhẹ của vô lăng thông qua ba cái chế độ này. Chế độ chạy trong phố, chạy bình thường và chế độ các bác cần nặng hơn. Tức là điều chỉnh được cái độ nặng của vô lăng. Đó là một cái hay của cái con ZS này. Và cái màn hình này có thể điều khiển cơ dưới này. Đấy tùy. Nhưng mà nó không có bản đồ trên này đâu ha. Gió quá. Màn hình này kích thước là 10 inch, 10.1 inch á. Các bác có thể bấm các nút dưới này được ha. Sấy kính đồ các thứ. Có kết nối Apple CarPlay và Android Auto này, thông qua cái cáp. Thì Android Auto là buộc phải xài những cái điện thoại nào là Android 10 mới xài được nha. Còn không là phải cài phải APK. Cái này có một số cổng. Đây là cần số giống như trên HS luôn. Bọc da. Đây là hộp số CVT giả lập 8 cấp ha. Con xe này có tới 3 chế độ lái. Chế độ thông thường nè, chế độ đô thị nè và chế độ thể thao. Các bạn có thể gạt qua cái lẫy bên phải để xài. Phanh tay điện tử auto hold. Đấy. Về công nghệ an toàn thì con này nó sẽ có gần như là giống như con Luxury, nó chỉ khác nhau về túi khí thôi. Tức là con Luxury nó sẽ có 6 túi khí, con này có 4 túi khí. Còn lại thì con này vẫn có cân bằng điện tử, rồi chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Đấy, rồi hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Ở đây có cái nút hỗ trợ xuống dốc này. Nút này tắt cân bằng điện tử này. Rồi cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi, camera lùi. Đây cho các bác xem camera lùi luôn. Đấy, nó sẽ hiện là bao nhiêu cm. Cái đấy là cái hay đấy. Nguyên zin theo xe nhé. Đó, về công nghệ an toàn nó có đủ hết các bác. Âm thanh thì có 6 loa, gọi là âm thanh vòm. Âm thanh con này nghe khá ổn đấy, 6 loa. Đó, tất tật mọi thứ cho các bác. Mua xe này thì các bác sẽ được bảo hành là 5 năm không giới hạn số km nhé. Bảo hành chính hãng, vô bất kỳ đại lý nào cũng được. Hiện tại là có khoảng, theo tôi được biết là mười mấy đại lý rồi đấy, khắp các tỉnh thành. Sắp tới sẽ có một số đại lý mở nữa. Sẽ được miễn phí bảo dưỡng 5 lần đầu tiên. Và xe này là 10.000 mới đi bảo dưỡng một lần. Tức là 5 lần thì tính là miễn phí tới 40.000 km đầu tiên. Chỉ có đổ xăng và đi thôi, còn lại là đại lý họ lo cho các bác. Đó, thêm một số ưu đãi nữa. Xe giao ngay, xe nhập Thái. Còn các bác muốn mua phiên bản Comfort này mà xe nhập Trung Quốc cũng có luôn. Xe cũng giao ngay cho các bác. 569 triệu. Nếu mà đang lăn tăn thì các bác có thể alo theo cái số trên tiêu đề. Sẽ có một số bạn tư vấn ngân hàng hỗ trợ cho các bác, hoặc là tôi sẽ tư vấn cho các bác luôn. Cảm ơn các bác nhé. Bye.